Hưng kính chào quý khán giả của Phở Xuống Phố. Dù là một quán phở nằm ngay trên đường lớn hay là một quán phở nằm ở khu chung cư gần nhà thì mỗi quán phở đều mang phở đến gần hơn đến với quý vị thực khách. Và ngày hôm nay, quán Phở Hồi là một quán phở như thế. Phở Hồi, quán phở của những hồi ức, được cô gái trẻ Vũ Kim Thương sáng tạo công thức nước dùng từ những kỷ niệm về xe phở nhỏ của gia đình ngày ấy. Chọn một quán phở ngay trong khu chung cư có đa dạng cư dân, từ người Việt Nam cho tới các cư dân nước ngoài đến đây sinh sống. Cô gái trẻ sau thời gian mày mò tìm kiếm lối đi riêng cho quán phở của mình đã có thể tự hào đem phở phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước. Thường thì quán mình, khách nước ngoài đến với quán mình là khoảng 50%, ngoài những khách ở dân cư và đôi khi khách đi tham quan trong khu này thì mình có cả rất là nhiều khách nước ngoài khác nhau và các khách nước khác nhau. Mình có rất là nhiều kỷ niệm về những người khách nước ngoài đến với quán của mình. Và họ thường là họ sẽ gọi là húp chọn tôi, húp chọn tôi và họ rất là dành những lời khen ngợi cho quán phở của mình. Và cái nước dùng, mình bán phở cho người Việt Nam của mình là thực sự là tự hào với cái món mà thuần túy của Việt Nam này. Cũng giống như là khi mà khách nước ngoài đến với quán mình và họ cho những nhận xét tốt cũng như họ đến ủng hộ thường xuyên, đó càng tự hào hơn. Phở Hồi không chỉ thu hút thực khách bởi tô phở thơm ngon mà còn ở không gian thưởng thức. Giữa một thành phố Hồ Chí Minh hối hả, lại có một nơi yên tĩnh với cách bày trí hiện đại giúp cho trải nghiệm ăn phở trở nên đáng nhớ. Ngày của phở ngày 12 tháng 12 cũng sắp đến gần, hy vọng chuỗi chương trình Phở Xuống Phố đã mang đến cho quý vị những góc nhìn thú vị về các quán phở trên dọc hai miền Nam.